Rồi, Nhật xin chào các bác. Mà lại tiếp tục lên sóng máy lọc khí bù ẩm Daikin ánh trăng. Cái model này thì em cứ lên sóng con nào là bán ngay con đấy các bác nhé. Chiếc này thì em bảo giá luôn là em bán là 3 triệu, bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V rồi. Hình thức thì như trên clip các bác nhé, vỏ nguyên bản. Nhiều bác cứ bảo em đánh giá phần trăm nhưng thực ra cái đánh giá phần trăm nó rất là khó. Đấy. Còn đối với người này người kia phần trăm tiêu chí nó không có cơ sở để đánh giá cả. Về chất lượng thì đảm bảo các bác là nguyên zin 100%. Nếu còn hình thức thì các bác cứ nhìn cho em như trên hình như thế nào thì là máy như vậy nhé, cho nó dễ. Đấy, nó hình thức thì nó là bên bề ngoài rồi mình nhìn trực tiếp. Còn bên em không đánh giá theo tiêu chí phần trăm đâu ạ, nó rất là khó, không có cái cơ sở gì đánh giá được cả. Đảo đẹp không mới không thì nó như hình các bác nhìn. Đấy, chất lượng bên trong thì bảo hành, và hình thức thì các bác cứ như hình trên clip video mà các bác mua nhé. Con em để mã số 10. Đây. Bên trong nội thất đây, quay cho bác xem. Thất thì khá là sạch sẽ nhé. Ai có lọc tính điện này. Màng HEPA thay mới. Thanh timer khử khuẩn này, timer công nghệ timer của Daikin. Đây. Đây này thì nó quá hot quýt rồi. Tất cả các chức năng đều hoạt động ok. Tất cả các cái máy bạn em bán ra thì đều hoạt động tốt hết tất cả mọi chức năng. Nhưng bác cứ hỏi là máy có lỗi lầm gì không, máy bán không có lỗi lầm thôi nhé. Bán ra là phải chạy tốt. Đấy, chứ không ai bán máy lỗi đi cả. Cái này cánh cửa chỉnh cơ tay. Đầu bên áp điện 220V rồi. Bên này khu vực bình nước buồn. Em bán 3 triệu, bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển. Các bác ở xa mua đặt cọc cho em trước 500.000 nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Bác nào mà chuyển khoản hết em bao ship luôn, nhanh gọn. Con này phù hợp dùng cho phòng khoảng 55m² đổ lại, 2014 thôi nhé. Tôi đi máy 6071 này, 75W. Dùng cái phòng khoảng 55m² đổ lại. Chào các bác.